Chào các bạn. Chúng ta đã biết là xơ gan do rất nhiều nguyên nhân, nhưng ở Việt Nam có một cái nguyên nhân cũng khá quan trọng, đó là do rượu. Bởi vì cái thói quen uống bia rượu ở Việt Nam là một cái thói quen khá phổ biến, và cái thói quen mà trong các cái cuộc nhậu ấy, chúc tụng nhau, ép nhau uống rượu, rồi coi cái việc cái khả năng mà uống được rượu nó như là một chỉ số đánh giá cái năng lực của mấy người đàn ông ấy, là một cái văn hóa nó cũng khá phổ biến ở Việt Nam, và hiện nay nó vẫn còn tồn tại. Chính vì thế nó là một trong những nguyên nhân quan trọng gây xơ gan ở người Việt Nam. Vậy thì khi nào đấy thì uống rượu có thể gây xơ gan? Có phải tất cả mọi người uống rượu đều bị xơ gan hay không? Thì thực ra nó không phải như vậy. Chỉ khi uống quá nhiều rượu và chúng ta uống quá nhiều năm thì mới có thể gây xơ gan. Ví dụ người ta thấy là thường phải trên 8 năm, đặc biệt là trên 10 năm. Với những người uống nhiều, uống nhiều là thế nào? Uống nhiều có nghĩa là uống trên 40 gram cồn cho một ngày, hoặc là trên 80 gram, nhất là những người uống trên 80 gram. Nói một cách nôm na ấy, tức là một cái người tiêu thụ đâu đó vào khoảng 6 lon bia một ngày, hoặc là khoảng 4 đến 6 ly rượu vang một ngày, hoặc là 1 đến 2 ly rượu mạnh một ngày. Rượu mà nồng độ cồn càng mạnh thì cái khả năng xơ gan càng cao. Về cái biểu hiện của xơ gan rượu thì thực ra nó không khác nhiều so với cái xơ gan cho nguyên nhân khác, đặc biệt là cái xơ gan do viêm gan. Thì nó cũng là những cái dấu hiệu lúc đầu là mệt mỏi, chán ăn, rồi dần dần thì bắt đầu thấy là có thể là vàng mắt, vàng da, rồi bụng có nước, rồi nó có các cái biến chứng cuối cùng như là chảy máu đường tiêu hóa hoặc là hôn mê gan chẳng hạn. Cho nên khi thăm khám chúng ta cũng khó mà phân biệt được đâu là viêm gan do rượu và đâu là do các nguyên nhân khác. Thì muốn phân biệt được đấy thì thứ nhất là khi thăm khám chúng ta phải khai thác tiền sử để xem người này có phải người nghiện rượu hay không, uống nhiều rượu hay không. Nếu như mà uống tiêu thụ lượng rượu như tôi nói như trên, vừa nhiều lại vừa kéo dài nhiều năm, thì như vậy là cái khả năng là rất nhiều khả năng cái người này bị xơ gan do rượu. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải loại trừ được các cái nguyên nhân khác mà gây xơ gan bằng các xét nghiệm. Ví dụ như là chúng ta phải làm các xét nghiệm để loại trừ, để biết người này là không bị các cái virus gây viêm gan, hay là cái người này nó không có cái tiền sử mà dùng những thuốc mà nó độc hại với gan, vân vân. Khi mà chúng ta loại trừ được các cái nguyên nhân cho viêm gan, các nguyên nhân do thuốc vân vân, với một cái người mà uống rượu nhiều, tiêu thụ một cái lượng cồn nhiều và nhiều năm như vậy mà có xơ gan, thì như vậy chúng ta cũng có thể kết luận được. Và hơn nữa, nếu mà chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta sẽ phải làm sinh thiết gan, tức chúng ta lấy một cái mẫu gan chúng ta xem về mặt tế bào, thì nó cũng giúp ích cho cái vấn đề khẳng định được cái chẩn đoán. Có nhiều người hỏi rằng là xơ gan do rượu thì có chữa được không? Thì đây là một câu hỏi nó cũng khá là khó. Có thể chữa được với điều kiện là giai đoạn sớm, và với điều kiện là cái người bệnh phải bỏ rượu. Nếu mà anh không bỏ được rượu thì chắc chắn là thuốc nào cũng không chữa được. Và thứ hai, nếu ở giai đoạn muộn thì chúng ta biết là rất là khó khăn. Còn chữa thì ngoài các cái điều trị như trước đây chúng ta đang điều trị là các thuốc bổ gan, rồi chế độ ăn vân vân, thì hiện nay thì tế bào gốc là một trong những phương pháp mà có thể nói là rất là có hiệu quả trong những cái giai đoạn sớm của xơ gan rượu. Bởi vì có thể nó giúp các tế bào gan hồi phục được chức năng, nó thể giúp cho làm chặt đứng cái quá trình xơ, hoặc là làm cái quá trình xơ nó phát triển chậm lại rất là nhiều. Thì đấy là cái tác dụng, cái hiệu quả của xơ gan. Còn ở giai đoạn quá muộn thì bắt buộc chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất, đấy là ghép gan.
trong các cái nguyên nhân mà do gây viêm gan ấy, thì có thể nói là cái nguyên nhân mà do rượu là ghép tế bào gốc có hiệu quả nhất. Bởi vì sau khi chúng ta ghép ấy, nếu như người bệnh không uống rượu nữa thì cái tác nhân gây bệnh nó bị loại bỏ, cho nên cái khả năng hồi phục, cái khả năng mà không tiến triển thêm ấy, nó cao hơn rất là nhiều so với các loại viêm gan ví dụ như do virus chẳng hạn. Bởi vì chúng ta biết là viêm gan do virus thì mặc dù là chúng ta ghép tế bào gốc nhưng mà cái nguy cơ virus tái hoạt động trở lại nó vẫn còn, hoặc là chúng ta vẫn phải dùng các thuốc kháng virus thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng gan, và kết quả rõ ràng nó không tốt bằng cái sơ gan do rượu. Như đã trình bày ở trên thì các bạn biết là sơ gan rượu cũng như là sơ gan do các nguyên nhân khác là một cái tình trạng bệnh lý rất là nặng. Nặng đến mức là có thể chết người nếu như mà nó ở giai đoạn cuối, và lúc đó thì các phương pháp điều trị nó không hiệu quả. Cho nên tốt nhất là các bạn không uống rượu, hoặc uống rượu nhưng mà với một cái liều lượng vừa phải, vừa đủ vui, nhưng mà nó không đến mức độc hại cho gan. Và khi đã bị bệnh thì mình phải tìm đến các cái chuyên gia có kinh nghiệm nhất để mà chúng ta sử dụng các cái thuốc mà có tác dụng nhất, đồng thời tìm đến những phương pháp mà điều trị tiên tiến hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là cái phương pháp ghép tế bào gốc chẳng hạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.